mấy lần cứu mưa rồi các bạn ạ. Mấy lần cứu mưa rồi anh? Hai lần rồi. Hai lần đúng không? Tới nhà là lần thứ ba nhỉ? Các bạn thì hôm nay lại tiếp tục đi huyện Chương Nga các bạn ạ, ở Bun Cư các bạn ạ, thì vừa có 4 cây mùa các bạn ạ, hiện tại là sếp đang cư. Các bạn thấy video của mình hấp dẫn, chia sẻ cho các bạn thấy thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình, ủng hộ mình nhé các bạn nhé, vì là cũng có nhiều mong các bạn đón xem video của mình. Thì tiếp tục cưa cây này các bạn ạ. Còn lại cái này các bạn, còn lại là cái cây các bạn. Rồi cưa cục đá, xí này là cưa cục đá đây các bạn ạ. Hành trình xe công nông kéo cây muông đường kính 50. Cây đó cứ để từ đêm trưa kéo mấy cây này xong đó. Keep on.
Đây là cho nó lên xe thôi các bạn, biển là cấu cái mùng lên xe các bạn. Máy cục luôn các bạn này. 1 2 3 4 4 cục. Không biết cái này xuất qua được bao nhiêu tiền. Cái này nặng được 1 tấn không anh Jun? Hả? Cái này lắm. Hơn không? Cái này được 1 tấn mấy không? Tấn 2. Tấn 2 hả? Nghe cũng hợp lý. Cây dài thế này là lên xe là một vấn đề các bạn ạ. Tại sao là nó nặng á. Còn lại cục nó rất là to các bạn ạ. Mấy lần trú mưa rồi các bạn ạ. Mấy lần trú mưa rồi anh? Hai lần rồi. Hai lần đúng không? Tới nhà là lần thứ ba nhỉ? Đó, bây giờ là về tới nhà của bạn. Đây, tôi quần áo này các bạn. Đó. Đó, thì là đang cố ý thì ướt hết rồi các bạn. Đi cà phê đây này. Đó. Lạnh như trực cống luôn các bạn ạ. Ghê thật, lạnh quá các bạn ạ.